Hôm trước á, mình có quay cái lá phong đổi màu ha. Thì hôm nay mình quay cái lá này, nó cũng đổi màu y chang như cái lá phong, nhưng mà cái hình dạng của cái lá thì nó khác nha. Đó, bắt đầu rụng. Và đây là cái lá nó trên cành nè, rực rỡ cái cây luôn. Đó, cây kế bên nữa nè, quay xa xa ha. Nó cũng đổi màu y chang như là cái lá phong kia. Từ đầu là cái lá cây này nó màu xanh ha, và nó chuyển qua màu vàng nâu, và sau đó nó chuyển qua màu đỏ. Màu vàng, màu... À, đầu tiên là nó sẽ là màu xanh, và sau đó nó chuyển dần qua màu nâu, và sau đó nó sẽ chuyển qua màu đỏ, màu cam á, cam đỏ. Đây có một hai lá nó vẫn màu xanh nè. Nó giống y chang cái kia, chỉ là hình dạng nó khác thôi. Cây bên này á thì nó bự hơn, lá nó bự hơn, cho nên nó chưa có đổi màu như bằng cái cây kia ha. Đó, nó cũng là một nhánh nè, nó từ một cái cây ra đó. Và đây là cái này nó đang bắt đầu đổi ha, ở giữa nó vẫn là màu xanh nè. Đó, và ở ngoài ở mấy cái ngọn á là nó đang đổi dần qua màu nâu và chuyển đỏ ha. Đó, và cái cây và đó bên này á, chắc là do cái hướng nắng em sao không hiểu nữa, nhưng mà một bên thì đỏ rồi, một bên vẫn còn nâu, và chính giữa thì vẫn còn xanh. Đây nè, cây này khá bự. Đó, cái cây mình mới vừa quay đằng sau đã quét rồi, đã chưa. Thì cái cây này, cái cây bự này vài bữa nó cũng y chang như cái cây đó luôn đó.